Mắt đỏ hòa bình là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến được không ạ? Cái đợt vừa rồi em thảo bán được rất là nhiều anh chị em quan tâm. Và đây mỗi một chậu của nó gồm từ hai thân nhá, hai thân. Rất là xinh xắn và dễ thương đấy ạ. Bản lá của nó cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đó, cái dòng cây ở Hòa Bình thì thường lá của nó sẽ dày dặn hơn so với những cái dòng lá ở những cái vùng miền khác đấy. Đó. Mỗi một chậu của nó gồm có hai thân, không quá là cao đâu. Cao khoảng tầm 15 cho đến 20 cm này, những cái thân ngắn nó sẽ thấp hơn một tí, khoảng tầm 10 thôi. Khoảng tầm 10 cm thôi. Đây này. Đó. Xinh lắm. Và cái mặt bông này, mặt bông mẹ cực kỳ là xinh và xuất sắc. Và khi mà trời mưa hoặc là những cái hạt sương mà nó đọng vào cho cái đôi mắt ấy, nó sẽ lòe ra giống như lá máu luôn ấy ạ, rất là đẹp luôn, long lanh lấp lánh đúng không ạ? Đó, mỗi một chậu của nó cây lá, bạn lá xinh xắn và cây, tất cả cây đều đang đi ngọn đấy. Nó đang đẹp lắm. Nói chung là rất là ưng lô này. Bình thường em thả bán là 270.000 đấy ạ. Hôm nay duy nhất em thả bán với giá là 220.000. Mua 2 chậu là 400 nhé cả nhà nhá. Đây. Mua 2 chậu về chúng ta đặt vào một cái chậu thì cực kỳ là dễ thương luôn. Vì đẹp gái nhảy được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến. Và đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là xinh và xuất sắc này. Như cô chú anh chị có nhìn ở trên màn hình này đã. Và mỗi một chậu của nó gồm có một thân, đây gọi là thân mẹ và những cái thân con đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy này. Đó, từ những cái thân con mọc ra này. Và thân mẹ của nó dài khoảng từ 15 cho đến 20 cm. Đó, có chậu dài hơn một tí là 22-23 cm. Đó, và đang có những cái thân tơ rất là đẹp này. Và những cái thân mẹ của nó thì đã đứng ngọn rồi, nên là gia đình em Thảo sẽ bóc ra. Và em bọc vào như này để gửi cho cô chú anh chị. Bởi vì đây là đầu giai đoạn sinh trưởng thôi, nên là rất là an toàn. Vì khi em gửi cho cả nhà mà em lấy cái chậu to như này, đã nghiêng như này, thì cây của chúng ta sẽ không được đảm bảo. Và tiền cước thì nó sẽ nhẹ hơn, nó sẽ ít tiền cước hơn, mà cây của chúng ta không sao hết nhá. Và khi mua về thì kiểu gì chúng ta vẫn phải thay chậu, nên là gia đình em Thảo bóc ra như này rất là an toàn. Và nhân dịp năm mới, gia đình em Thảo tri ân quý khách hàng với giá cực kỳ là mềm ạ. Combo 2 chậu như này chỉ với giá là 230.000 một chậu, tính ra chỉ có 115.000 một chậu, rất là xinh luôn. Anh chị em nào mua lẻ thì em Thảo bán với giá là 120.000 nhá, xinh lắm. Đó. Phi điệp lá mít Hòa Bình là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm. Với đặc trưng của nó là cây khi mà được chúng ta chăm sóc tốt đấy ạ, cái thân có thể to bằng ngón tay cái, ngón chân cái của chúng ta. Và lá của nó khi mà trưởng thành nó thường nó sẽ xòe to hơn so với những cái dòng lá cây phi điệp khác. Và bây giờ khi mà chúng ta mua về, chúng ta có thể so sánh giữa lá cây phi điệp lá mít Hòa Bình với những cái dòng lá cây phi điệp khác, thì chúng ta sẽ thấy là lá của cây phi điệp lá mít Hòa Bình nó dày dặn hơn rất nhiều so với những cái dòng lá cây phi điệp khác. Mỗi một chậu của nó cao khoảng tầm từ 15 cho đến 20 cm, và hiện tại thì cây đang đi ngọn. Đây này, đó. Và nhân dịp năm mới thì gia đình em Thảo chuyên quý khách hàng với giá cực kỳ là mềm ạ. Bình thường những chậu này gia đình em Thảo bán với giá từ 250 cho đến 270 một chậu. Và hôm nay thì em chỉ bán với giá chỉ có 220.000 một chậu. Mua 2 chậu là 400.000 nhé cả nhà nhé. Và cô chú chị nào có điều kiện thì chúng ta phải mua về để chúng ta sưu tầm một cặp được không ạ? Nếu mà so sánh giữa cây bút bi và cái thân của nó ấy, thì cả nhà các bạn nhìn thấy là cái thân của nó lớn hơn với cây bút bi của em Thảo đang cầm đấy ạ. Và lá của nó cũng rất là dày dặn như cả nhà đang nhìn này, những con đường gân và chúng ta sờ rất là sướng luôn. Đó. Số lượng thì em Thảo không có nhiều, nên là anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể gọi điện trực tiếp để đặt hàng với gia đình em Thảo qua số điện thoại nhé. Đó, cả nhà nhìn thấy rất là xinh này. Hoa lan Korat Koki là dòng hoa rất là đẹp đúng không ạ? Hoa rất là thơm và cực kỳ là dễ trồng. Và cô chú anh chị có nhìn thấy đây chính là giò hoa lan Korat Koki 31 năm tuổi của hoa lan Đỗ Nghĩa tại Hà Nội. Và Korat Koki nó là kết quả của mối tình rất là đẹp giữa Hoàng Nhạn và Cửu Bảo Tiên đúng không ạ? Nên là Korat Koki có vòi hoa rất là dài và rất là thơm, và đặc biệt là có cái màu hoa rất là tươi sáng đúng không ạ? Rực rỡ đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy này. Đó, đây là những cái hàng để làm giống. Cả nhà quận nhìn thấy đấy ạ, những bé rất là khỏe đúng không ạ? Hay ăn trống lớn và cực kỳ là dễ nuôi. Đó, anh chị em nào yêu mến cái dòng hoa Korat Koki này thì chúng ta có thể sưu tầm một vài chậu về để chúng ta làm giống. Em Thảo bán với giá là 250.000 được 2 chậu. Đó, bán lẻ là 130.000 một chậu nhé cả nhà nhá. Rất là xinh xắn và dễ thương. Đó, Korat Koki. Và cái gì có đôi thì nó vẫn là hoàn hảo nhất đúng không ạ? Nên là anh chị em 250.000 được một đôi rất là xinh xắn và dễ thương của Korat Koki.
Địa lan lá biên phát tài được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến, đặc biệt là những dịp đầu năm nay chúng ta mua về để thu hút tài lộc và may mắn về gia đình của mình. Và cái dòng địa lan thì cả nhà biết rồi, nếu mà chúng ta chơi hàng Tết địa lan đấy ạ, anh chị em đi mua về không bao giờ dưới giá là 1 triệu một chậu đúng không ạ, nếu mà có hoa. Và bây giờ em Thảo chỉ bán hàng để làm giống thôi, nên là anh chị em nào yêu mến những cái chậu địa lan này thì chúng ta có thể sưu tầm. Và cái địa lan này có một điều đặc biệt, đó là dòng lá ngắn nhá. Lá ngắn nó có giá trị kinh tế cao hơn so với dòng lá dài, kể cả địa lan trần mộng hoặc là những cái dòng địa lan khác cũng vậy. Thế mà nó lá ngắn thì nó thẩm mỹ nó sẽ cao hơn và nó xinh xắn dễ thương hơn đúng không ạ? Đây, những cái lá của nó dài thì nó biên ít hơn, còn những cái cây mà nó mới mọc lên này thì biên nó dài hơn và xếp rất là đẹp này. Đó, bình thường những chậu này em Thảo bán với giá là 470.000. Hôm nay nhân dịp năm mới, gia đình em Thảo bán với giá là 320.000 một chậu. Mua 2 chậu em Thảo bán với giá 600.000 nhé cả nhà nhé. Rất là đẹp và dễ thương, và số lượng thì em Thảo không có nhiều. Đó, 320.000 một chậu, mua 2 chậu là 600.000. Địa lan lá biên phát tài, dòng lá ngắn, dòng lá rất là đẹp luôn ạ. Với mặt bông thì cả nhà có nhìn ở trên màn hình này đây ạ, rất là dễ thương đúng không ạ? Và cái dòng này để chơi lá thôi thì cũng rất là yêu rồi. Để chào đón năm mới, năm 2020, gia đình em Thảo tri ân quý khách hàng những chậu cây hoa hoàng tử áo đỏ hay gọi là ren red, một dòng hoa đem lại may mắn và tài lộc cho người trồng. Chính vì vậy, được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta tặng quà nhau năm mới, khai trương cửa hàng, mừng quà tân gia, hoặc là chiều các nhà vườn hoặc các sảnh công ty đều đẹp đúng không ạ? Một dòng hoa có thể chơi thân này và chơi rễ này. Em đặt xuống như này thì cả nhà có nhìn thấy rõ hơn cây của nó. Màu đỏ, màu đen mẹ may mắn mỗi khi dịp Tết xuân về được không ạ? Dòng hoa này chúng ta phải trồng vào chậu hoặc là chúng ta có thể là ghép vào gỗ một hoặc là nhiều thân vào thành một chùm cũng rất là xinh. Gia đình em chiên quý cái hàng từ 250.000 xuống nay chỉ còn có 200.000 một chậu nhá. Cô chú anh chị nào mua từ một chậu thì em cũng gửi. Và để chào đón năm 2020 may mắn, phát tài phát lộc thì chúng ta nên mua một cái chậu hoa hoàng tử áo đỏ này về để chúng ta thu hút tài lộc về gia đình của mình được không ạ? Cây cực kỳ là xinh mà giá chỉ có 200.000, nên là cô chú anh chị nào yêu mến thì hãy gọi điện trực tiếp cho em Thảo để đặt hàng nhé. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có 12 chậu cây phi điệp 5 cánh trắng Phú Thọ hàng gieo hạt, là một trong những dòng hoa được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến đúng không ạ? Với dòng thân của nó thân xanh này và cây đã thắt ngọn, chuẩn bị chất dinh dưỡng, chuẩn bị cho mùa hoa và những cây thân con mùa tới luôn đấy ạ. Đó, cây đã thắt ngọn rồi đấy ạ, và nên nhìn này. Vì nó là đã thắt ngọn nên là cây của nó dồn chất dinh dưỡng ra, nên là cái phần trên nó to hơn cái phần gốc một chút. Cây cao khoảng tầm 30 cho đến 35 cm. Và em Thảo chỉ còn có 12 cây nên là em bán giá rất là mềm ạ. Em bán là 220.000 một chậu, mua 2 chậu là 400 nhé cả nhà nhé. Đó, sắp Tết rồi nên em bán giá rất là thấp để cho cô chú chị cùng có thể sưu tầm. Và cả nhà có nhìn dòng thân xanh này. Đó, riêng chơi thân nó cực kỳ là đã rồi đúng không ạ? Vì nó thắt ngọn nên là nó đang tích trữ chất dinh dưỡng chuẩn bị cho hoa rồi. Đấy, cây xinh lắm. Em Thảo bán với giá chỉ có 220, mua 2 chậu là 400. Ngày hôm nay gia đình em Thảo vừa mới về thêm một giống trầm rất là đặc biệt dành cho cô chú anh chị nào yêu mến những cái mặt bông độc và đẹp. Đó chính là trầm mai huyết tử. Với vẻ đẹp mộc mạc và xinh xắn, mặt bông của nó tím đậm, cánh bầu rất là thơm, nên được rất nhiều cô chú anh chị muốn sưu tầm đúng không ạ? Và hiện tại thì ở trên thị trường em thấy xuất hiện rất nhiều những cái cây trầm, nhưng mà nó là hàng của năm nhất thôi ạ. Còn hàng của năm 2 của gia đình em Thảo chuẩn bị cho bông rồi, và chính vì nó là năm 2 nên là cái độ thích nghi môi trường của nó sẽ rất là cao. Nên là cô chú anh chị khi mua về thì chúng ta có thể vừa chơi hoa, và trong mùa tới này nó sẽ cho chúng ta những cái thân con mới rất là xinh xắn được không ạ? Với thân mập ú nu đấy ạ, cả nhà nhìn thấy là mê luôn này, đấy ạ. Bằng cái ngón tay trỏ của em luôn này, xinh cực là xinh luôn, đấy ạ. Đấy ạ, wow, xinh lắm. Đó, và cái thân của nó trơn láng rất là đẹp ạ. Và nhân dịp năm mới thì gia đình em Thảo bán giá cực kỳ là mềm ạ. Bình thường là giá từ 250 cho đến 280. Ngày hôm nay duy nhất em Thảo bán với giá là 230.000 một chậu, mua 2 chậu là 450 nhá cả nhà nhá. 450.000 nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo còn có 8 chậu cây ngọc trai đen hay gọi là thiên nga đen, một dòng hoa lan đẹp và nổi tiếng trên thế giới bởi màu đen tượng trưng cho sự vĩnh cửu và huyền bí, và chúng cũng rất nổi bật so với những cái dòng lan khác bởi màu đen tuyền mà ít loài lan nào có được. Và mặt bông của nó cả nhà đang nhìn ở trên màn hình đây ạ. Cánh hoa của nó buông thong rất là đẹp đúng không ạ? Cánh hoa rất là cứng với hương thơm dịu và ngọt, được đánh giá là một mặt bông đẹp và độc đáo. Và đây là dành cho cô chú chị nào xanh chơi và yêu mến mặt bông độc rạng. Hoa của nó nở vào mùa xuân rất là đẹp, và anh chị em nào mà đã từng tiếp xúc với mặt bông của này thì có thể là rất là khó quên đúng không ạ?
Và cây của gia đình em Thảo đã thuần tại vườn của Việt Nam mình được gần 2 năm rồi, nên là cái độ thích nghi của môi trường nó sẽ cao hơn. Bởi vì là cái dòng này nhập từ rất nhiều nơi về, ví dụ như là từ Đài Loan này, từ Mỹ hoặc là từ Úc. Và giá cực kỳ là mềm ạ. Nếu mà đã nở hoa đấy ạ thì cô chú anh chị mua không bao giờ dưới 1 triệu một chậu luôn. Và ngày hôm nay thì gia đình em Thảo bán chỉ với giá là 470.000 một chậu, mua 2 chậu là 900.000 nhé cả nhà nhá. Hiện tại thì em chỉ còn có 8 chậu thôi, dành cho 8 cô chú anh chị yêu mến những cái mặt bông độc và đẹp. Và em Thảo xin giới thiệu cả nhà về 10 loại cây con giống của gia đình em Thảo có sẵn ra từng khay đây ạ. Đầu tiên gồm có hòn hèo, phi điệp 5 cánh trắng mắt xước 75.000, gồm có 2 thân này. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai 1 thân 65.000. Phi điệp 5 cánh trắng phú thọ 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hậu 75.000, gồm có 2 thân. Phi điệp mắt đỏ hòa bình 1 đến 2 thân. Phi điệp hồng mẫu hồng mỹ nhân này. Đó. Phi điệp bảo 75.000, cũng gồm có là 2 thân. Phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh đây ạ, 1 đến 2 thân. Và gia đình em Thảo có rất nhiều hàng nên là em sẽ quay bán combo nhé cả nhà nhé. Đây ạ, mỗi một combo em Thảo bán với giá là 300.000, gồm có là 5 cây. Đây ạ, 5 cây nhé. Combo số 1 gồm có là phi điệp hòn hèo người đẹp Nha Trang, đúng không ạ? Là một trong những dòng hoa rất là nổi tiếng ở Nha Trang. Với mặt bông mẹ, cả nhà quạ nhìn trên màn hình đây chính là mặt bông mẹ của hòn hèo này. Và phi điệp 5 cánh trắng phú thọ là một trong những cái dòng hoa 5 cánh trắng có mặt bông mẹ cực kỳ là xuất sắc, đúng không ạ? Mỗi một chậu của nó gồm từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm nhé cả nhà nhé. Tiếp theo cây phi điệp 5 cánh trắng hiển oanh, viết tắt là HO, đúng không ạ? Là một trong những cái dòng hoa ở Hòa Bình, 5 cánh trắng Hòa Bình rất là xinh, đúng không ạ? Đây ạ, mỗi một thân của nó thân xanh khoảng từ 1 đến 2 thân, cây cao khoảng từ 3 cho đến 5 cm. Phi điệp 5 cánh trắng mắt xước, đây một cái dòng hoa với mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp, đúng không ạ? Đây cả nhà có nhìn thấy trên màn hình đây chính là phi điệp 5 cánh trắng mắt xước. Đây là hàng gieo hạt có mặt bông mẹ cực kỳ là đẹp. Phi điệp 5 cánh trắng mắt nai thì là một thân, đúng không ạ? Đó là combo số 1 gồm có 5 loại như vậy. Mặt bông cả nhà các bạn nhìn trên màn hình ở đây chính là tổng thể 5 loại là mặt 5 mặt bông như thế nhá. Em bán với giá là 300.000 một combo. Tiếp theo, combo số 2 gồm có hồng mỹ nhân. Gồm có 2 thân cao từ 3 đến 5 cm. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây chính là mặt bông của hồng mỹ nhân này. Tiếp theo đây là phi điệp hồng yên thủy hàng gieo hạt với mặt bông mẹ cũng cả nhà các bạn nhìn ở trên màn hình ở đây. Đúng không? Mỗi một chậu của nó khoảng từ 1 đến 2 thân, đúng không ạ? Rất là xinh. Cây phi điệp bảo bảo này. Đó, phi điệp bảo bảo với mặt bông mẹ cũng rất là đẹp nữa, cả nhà các bạn nhìn trên màn hình này đây. Phi điệp mắt đỏ hòa bình thì thân của nó là đỏ là phải rồi. Đó, với mặt bông cái mắt đỏ hòa bình này khi mà cái dòng hoa này mà với cái mặt bông mẹ của nó đây là chỉ cần một giọt sương hoặc là một giọt nước vào thôi là cái mắt của nó nhoe ra. Đấy, giống như là khóc đúng không ạ? Khóc ra máu là rất là thảm thương, đúng không ạ? Hồng mẫu hậu. Đây, phi điệp hồng mẫu hậu này. Với mặt bông mẹ cả nhà các bạn nhìn thấy chính là mặt bông mẹ của hồng mẫu hậu. Đây là hai combo của gia đình em. Mỗi cây khi mà bán lẻ thì nó khoảng tầm 70 đến 75.000, nhưng mà khi cả nhà mua combo thì với giá là 60.000 thôi nhé cả nhà nhá. Đây ạ, 10 loại của nhà em. Cô chú anh chị nào yêu mến những cái dòng hoa nào thì có thể gọi điện trực tiếp cho em Thảo nhá. Ngày hôm nay gia đình em Thảo đã lại về thêm những chậu cây trầm 5 cánh trắng rất là đẹp ạ. Và đây là hàng chuẩn bông với đôi mắt nai long lanh rất là xinh, đúng không ạ? Dòng này có thể chơi lá này, chơi thân và chơi hoa cực kỳ là đẹp, đúng không ạ? Là dòng hoa hoàn hảo luôn đấy ạ. Có thể so sánh giữa ngón tay út của em này với cái thân của nó mập, đúng không ạ? Rất là xinh. Và cây của nó không quá là cao đâu ạ, khoảng từ 15 cho đến 17 cm thôi. Đó, hàng chuẩn bông bảo hành. Và chào đón năm mới năm 2020 thì gia đình em tri ân quý khách hàng giá 250.000, nay còn có 220.000 mua 2 cây như thế này. 2 chậu như này thì gia đình em Thảo bán 400.000 nhá. Đây ạ, xinh không ạ? Đấy, đẹp lắm. Rất là đẹp và đáng yêu. Trầm hoàng đế đỏ là một trong những dòng trầm được rất nhiều cô chú anh chị yêu mến và muốn sưu tầm. Với mặt bông như cả nhà đang nhìn ở trên màn hình này đây ạ. Và hiện tại thì cây đang thắt ngọn, rụng lá, chuẩn bị cho bông và cho thân tơ mùa tới luôn rồi đấy. Đó, anh chị em nào yêu mến thì chúng ta có thể sưu tầm. Đó, cây của nó rất là đẹp này. Đó, cây cao 25 đến 30 cm. Đó.
Nói chung là cái dòng này chơi lá, chơi thân hoặc là chơi hoa thì nó đều xinh hết. Và đây là hàng sưu tầm cho quý anh chị em yêu mến những cái mặt bông độc và đẹp. Và những cái giá bình thường em thảo bán là 280.000 một chậu, bằng với trầm cửu long đấy ạ. Nhưng mà nhân dịp năm mới gia đình em thảo bán chỉ lấy số lượng thôi, đó chính là bán là 230.000 một chậu, mua 2 chậu lá 450 nhá cả nhà nhá. Đó, trầm hoàng đế đỏ, hàng sưu tầm dành cho anh chị em yêu mến. Và đây là một số vật tư phân thuốc của gia đình em Thảo. Anh chị em nào yêu mến thì em Thảo sẽ gửi cho cả nhà. Và bắt đầu bước vào tháng 2 thì cây hoa lan của chúng ta bắt đầu bước vào mùa sinh trưởng. Đây gọi là giai đoạn đầu sinh trưởng đúng không ạ? Bắt đầu hình thành những bộ rễ mới và nảy mầm gốc. Và em Thảo sẽ giới thiệu cả nhà về từng loại để chúng ta chăm sóc hoa lan của chúng ta một cách tốt nhất. Và bây giờ thì mùa xuân rồi. Đó, đây là chúng ta nên mua cho mình những cái lò bả sen này về để chúng ta phòng ngừa đúng không ạ? Bởi vì là những cái mầm gốc khi mà lên mà những cái con sen nó ăn vào thì rất là xót xa đấy ạ. Ta một cách là cố định nhất đúng không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng cái phân chùn quế này, phân dạng viên nén 100% từ phân con giun quế. Cái này thì sẽ vừa giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, vừa là giá thể để cố định cho độ ẩm nhất định cho cây cần thiết đúng không ạ? Và cái dòng hoa cái chất dinh dưỡng này nó còn giúp là đẩy quá trình nhanh ra rễ, cho cây phát triển tốt hơn đúng không ạ? Vừa là giá thể vừa là phân bón rất là tốt. Một gói như thế này em Thảo bán với giá là 20.000, là nửa cân nhé cả nhà nhé. Xinh lắm. Nói chung là cái dòng này rất là nhiều công dụng luôn. Và bây giờ đang là loại phân tốt nhất dùng cho cây của chúng ta đúng không ạ? Vừa làm giá thể vừa làm phân luôn. 20.000 một gói. Và bên này đây chính là phân tan chậm. Đó chính là phân tan chậm 14, 13, 13 đúng không ạ? Cái dòng này thì nó sẽ là cung cấp vi lượng kali lân cho cây, giúp cây của chúng ta có thể là cung cấp thức ăn và cung cấp chất dinh dưỡng để cây của chúng ta cái quá trình trao đổi chất của chúng ta diễn ra nhanh hơn đúng không ạ? Nhưng mà cái này thì đặc biệt là chỉ sử dụng cho cây trưởng thành thôi nhá. Nhớ cây nào mà chưa ra rễ thì chúng ta không được sử dụng đâu ạ. Cái này thì em bán với giá là 120.000, đây trên này 126.000 ạ. Gói này gói 1 cân nhá cả nhà nhá, phân tan chậm của Nhật. Đó, em có 2 dòng. Nếu như tháng 3, tháng 4 lan bước vào thời kỳ sinh trưởng thì tháng 5, tháng 6 là cây sinh trưởng khá là mạnh đúng không ạ? Nhưng mà lại gặp phải cản trở những đợt mưa kéo dài đúng không ạ? Nên chúng ta chẳng dám là phun chất kích thích tăng trưởng nào cả, bởi vì sợ là bị trồng bị thối nhũn đúng không ạ? Và khi mà bước vào tháng 8, tháng 9 trở đi thì cái mùa này là cái mùa khô rồi, nên là rất là hạn chế được cái vấn đề là chống thối nhũn đúng không ạ? Nên vì vậy là chúng ta cần phải bổ sung rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng để cây của chúng ta phát triển mạnh nhất đúng không ạ? Và dồn chất dinh dưỡng để cây cho hoa. Và hai cái thành phần không thể thiếu đó chính là siêu lân và siêu lân, siêu kali là hai chất cực kỳ là quan trọng và không thể thiếu trong 3 tháng cuối năm này đúng không ạ? Và nó cũng là hai chất quan trọng nhất. Và đây, đầu tiên đó chính là siêu lân. Siêu lân thì nó có nhiệm vụ là chống rét khi cây lan của chúng ta bước vào mùa đông. Thứ hai là chống nghẹt rễ đúng không ạ? Và giúp cây của chúng ta sinh trưởng một cách tốt nhất. Đồng thời nó sẽ giúp là cung cấp chất dinh dưỡng, đẩy nhanh quá trình ra hoa và phân bám mầm hoa cho cây lan của nhà mình. Và tiếp theo đó chính là kali. Thì kali nó sẽ có nhiệm vụ đó chính là vận chuyển nước và chất dinh dưỡng từ gốc lên đến ngọn. Nó như vậy thì nó sẽ làm trung hòa chất dinh dưỡng cho toàn bộ cây của chúng ta, giúp cho cây của chúng ta có thể là phát triển một cách toàn diện đúng không ạ? Và khi mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ pha 2 lần với 1 kali để cho chuẩn nhé cả nhà nhé. Và để mà đủ một liệu trình cho cây hoa lan của chúng ta thì chúng ta nên mua là 10 lần và 5 kali. Và 10 lần và 5 kali. Riêng cái này thì chúng ta 1 tháng chúng ta có thể phun được 2 lần, được 3 lần nhé cả nhà nhé. Từ 2 đến 3 lần nhé cả nhà nhé. Đấy, đó chính là siêu lân và siêu kali, hai chất cực kỳ là quan trọng giúp cho việc phân bám mầm hoa cho các cây của mình đúng không ạ? Đồng thời nó sẽ giúp cây của chúng ta phát triển một cách tốt nhất, vượt bậc nhất đúng không ạ? Đây, siêu ra hoa này, siêu đậu quả, kích thích ra rễ cực mạnh đây. Đó. Siêu lân thì em Thảo bán với giá là 10.000 một gói, còn kali là 20.000 một gói. Và decamon này nó sẽ giúp là điều hòa sinh trưởng cho cây đúng không ạ? Giúp lá hình thành và giúp cây hoa lan của ta hình thành bộ rễ hình xương cá đúng không ạ? Đó, decamon này em bán 70.000 một lọ. Ngoài ra thì cái decamon này nó còn là kích thích sự nảy mầm, ra rễ đâm chồi. Đây này, đấy, chỗ bông đồng loạt này. Đấy. Tiếp theo, một cái sản phẩm phân bón lá, đó chính là NPK 3010 đúng không ạ? Làm cái dòng hóa giúp cây của chúng ta có thể lá đẻ nhánh khỏe và ra lá rất là tốt đúng không ạ? Ra thì nó còn giúp lá tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây của chúng ta có thể lá chống được những cái bệnh, đặc biệt là giúp cây của chúng ta có thể là quang hợp một cách mạnh nhất. Đó.
Đây em bán này, NPK 30 30 30 10 10 này em bán 25.000 phân bón lá nhá. Ngoài ra thì gia đình em thả còn có một cái dòng phân bón lá. Đây. Phân bón lá này em bán 70.000, đây là hàng của Thái. Đấy. Tiếp theo vitamin B1. Vitamin B1 này em bán là 50.000 một lọ. Đó. Vitamin B1 thì nó sẽ giúp kích thích và điều hòa sinh trưởng đúng không ạ? Và tăng cự sinh trưởng, tăng cường sự sinh trưởng của bộ rễ, giảm bớt các độc tố có hại cho cây trồng. Và đặc biệt là tăng sức đề kháng của cây đúng không ạ? Chống hạn, chống sốc cho cây. Và tiếp theo đây là Superhum này. Superhum này cũng là một cái dòng để bón lá đúng không ạ? Nó có tác dụng đó chính là đâm chồi nảy đẻ nhánh này, phát triển bộ rễ, tăng cường khả năng kích ứng và chống chọi với thời tiết đúng không ạ? Đấy. Superhum này em bán là 85.000. Đây là hàng cao cấp nhé cả nhà nhé. Rất là, thế là em có 3 dòng đấy. Tự nhiên lúc nãy là phân bón lá thì em có 3 loại. Cô chú anh chị có thể chọn cho mình một loại cũng được. Tiếp theo đó chính là vitamin Super Thai đúng không ạ? Đó chính là hormone tăng trưởng. Nó cung cấp là các chất dinh dưỡng để kích thích sự tăng trưởng cho cây, cải thiện chất lượng của đất trồng đúng không ạ? Đặc biệt là cái dòng này nó sẽ giúp hoa lan của chúng ta sẽ to hơn, rực rỡ hơn đúng không ạ? Cây của chúng ta phát triển mạnh hơn. Và cái dòng này thì sử dụng được cho mọi giai đoạn cây của chúng ta. Một lọ Super Thai em bán 120.000, lọ này lọ to nhé cả nhà nhé, lọ to đấy. Đó. Và đây là thẻ ghi tên này. Đấy, thẻ ghi tên. Thẻ ghi tên này thì em bán với giá là 70.000, được nhiều lắm, được 100 cái hay sao ấy. Đấy. Đây. Và riêng đối với dòng kích rễ thì nó sẽ giúp mình là tăng cường bộ rễ đúng không ạ? Thì em Thảo có hai cái dòng kích rễ, một kích rễ là N3M 25.000. Một kích rễ là kích rễ Thái 70.000. Đó. Và đây là nước xịt kiến cao cấp đây. Chúng ta nếu mà chúng ta anh chị em nào mà lan chúng ta ít thôi ấy, thì chúng ta có thể là sử dụng cái này để chúng ta xịt trực tiếp vào cái cây hoa của mình. Đây. Và đây là xịt côn trùng này. Đấy. Cuốn chiếu các kiểu này. Đấy. Một cái thì em bán là xịt kiến 50.000, xịt côn trùng 50.000. Còn nếu mà anh chị em nào mà vườn rộng thì chúng ta có thể phụt xun cái lấy cái này về. Đây cũng là một thuốc diệt kiến này, chúng ta sẽ pha đây này. Một cái lọ này thì chúng ta sẽ pha được với 10 lít nước. Đấy. Sử dụng cái này cũng 50.000 thôi. Và bả sen, bẫy sen đúng không ạ? Bả sen này em bán là 35.000. Đấy, vườn nào có ốc sen nhiều. Và đây là thuốc kích hoa. Thuốc kích hoa này sẽ giúp cây của chúng ta ra hoa nhiều, căng bông và to đẹp hơn đúng không ạ? À, hoa của chúng sẽ nở đều hơn. Một lọ này, thuốc kích hoa của Thái Omega 3 này, Omega này thì em bán là 90.000. Nano bạc này. Nano bạc này để phòng chống thối nhũn thì nó cũng giống với Kinkin Boom, giá của nó bằng nhau 55.000. Đấy. Nhầm, nano bạc là 45.000, còn Kinkin Boom là 60.000 nhá cả nhà nhá. Đây. Nếu mà để phòng thối nhũn thì chúng ta một tháng chúng ta phun 2 lần. Có thể là sử dụng Kinkin Boom cũng được. Đấy. Và đặc trị vi khuẩn, đặc trị nấm thì chúng ta sẽ sử dụng Stainer là 20.000 một gói. Nói chung là về sự hướng dẫn liều lượng thì gia đình em Thảo cũng có ghi ra một bảng. Cô chú anh chị về chúng ta có thể làm đúng ở trên cái này cũng được, hoặc là theo cái sự hướng dẫn, nói chung là cũng như nhau thôi. Và tiếp theo đó chính là viên thuốc trị thối nhũn. Đấy, cực kỳ là hiệu quả luôn. Em bán là 20.000 một viên. Đó, là một gói, đây là dạng viên sủi nhé cả nhà nhé. Đây ạ. Một viên này thì chúng ta sẽ sử dụng được với 16 đến 20 lít nước này. Đó. Cái này sử dụng cho bắp cải rất là tốt, và đặc biệt là sử dụng cho cây lan cũng cực kỳ là tốt luôn. Đấy. 20.000. Đặc trị vi khuẩn 35.000. Hiệu đặc biệt cũng là đặc trị sương mai, phấn trắng, thán thư, nói chung là nó cũng là như vậy. Em bán là 35.000, hai cái đều như nhau hết. Kiki thì gia đình em Thảo có Kiki duy đỏ và Kiki duy xanh. Kiki duy đỏ thì nó là dạng bôi, còn Kiki duy xanh là dạng phun. Đấy, nó có sự hướng dẫn hết rồi. Em bán với giá là 60.000 duy xanh và 80.000 duy đỏ nhé cả nhà nhé, Kiki. Và dây thì hiện tại thì gia đình em có dây buộc 100m này. 100m tờ đây. Em bán là 50.000. Dây buộc nhá. Đấy, keo liền sẹo. Keo liền sẹo này em là hàng của Mỹ, keo liền sẹo màu đen ấy, hàng rất là tốt đấy, em bán là 50.000. Bả sen em cũng nói rồi nhờ, 35.000. Đây. Phân bón lá đậu châu 501 này, nảy chồi ra hoa. Đó, em bán theo bộ nhá. Đấy, nó có cả cái cây, có cả đậu châu 701 nữa này, kích thích ra hoa nữa. Đấy. Em bán một bộ lá
Em bán là 75.000 một bộ nhé cả nhà nhé, gồm còn sẽ được hai cái này. Nên bán lẻ thì là 25.000 một cái. Một thuốc dưỡng diệt ruồi vàng được rất nhiều cô chú anh chị mua về để chúng ta diệt những con côn trùng bảo vệ hoa lan của chúng ta khi mùa xuân đến. Mùa xuân đến thì cây hoa lan của chúng ta bắt đầu nảy mầm, nảy chồi rất là nhiều, và còn có một số cây thì đang có nụ chuẩn bị đơm hoa, đúng không ạ? Nên là để bảo vệ hoa lan của chúng ta một cách trọn vẹn thì chúng ta có thể là mua 1 đến 2 hộp thuốc diệt ruồi vàng này về để chúng ta diệt những con côn trùng gây hại hoa lan của chúng ta. Và nếu mà anh chị em mà cái vườn lan mà rộng trên 1.000 m² đấy ạ, thì chúng ta mới nên mua 2 hộp, còn không thì chúng ta chỉ mua 1 hộp thôi ạ. Và nếu mà không sử dụng hết thì chúng ta sẽ để lại hộp lần sau. Đó, thì chúng ta sẽ đậy nắp kỹ vào. Và đây có sự hướng dẫn hết rồi, nên là anh chị em mua về thì chúng ta chỉ việc làm theo thôi ạ. Đó, đây là một cái sản phẩm rất là hữu ích khi mà mùa xuân đến. Em Thảo bán với giá là 50.000. Đó, thuốc dẫn dụ diệt ruồi vàng bảo vệ hoa lan của chúng ta. Thảo cảm ơn cả gia đình mình đã luôn ủng hộ shop hoa lan Chu Thảo, thành phố Lạng Sơn. Cô chú anh chị xem video của em nhớ đăng ký kênh của em bằng cách ấn vào chữ đăng ký. Hiện lên cái chuông thông báo, anh chị em ấn vào chuông thông báo thì sẽ nhận được video của gia đình em cập nhật hàng ngày. Và bây giờ em xin kết thúc video đây. Em xin kính chào và hẹn gặp lại gia đình mình ở video tiếp theo.